22 điểm bỏ phiếu đầu tiên chứng kiến Trump và Biden chia nhau chiến thắng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Lời đầu chúc là lời sức khỏe toàn thể. Xin mời quý vị dành chút ít thời gian đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn nhiều. Đây là video mới của kênh. Mời quý vị cùng theo dõi các tin nhanh và nóng bỏng liên quan đến tình hình bầu cử tổng thống năm 2020 vào ngày trọng đại của Hoa Kỳ ngày 3 tháng 11 năm 2020 như sau. Tin nhanh thứ nhất, Biden vượt qua Trump ở điểm bỏ phiếu đầu tiên trong ngày 3 tháng 11. Tin mới nhất cho hay Biden đã giành được 5 phiếu ở thị trấn Dixvinot, trong khi Tổng thống Trump chưa có phiếu bầu nào. Ứng viên Hillary Clinton từng đánh bại đối thủ Trump ở đây hồi năm 2016 với tỷ lệ phiếu 4-2. Kết luận chung ở đây là 5 trên 5 cử tri của thị trấn này ở tiểu bang New Hampshire bầu cho Biden tại điểm bỏ phiếu đầu tiên này của nước Mỹ. Tin nhanh thứ hai, Trump chiến thắng ở điểm bỏ phiếu thứ hai tại thị trấn Millfield gần đó, điểm bỏ phiếu thứ hai ở tiểu bang New Hampshire, cuộc bỏ phiếu trực tiếp cũng đã kết thúc với 21 cử tri đi bầu. Kết quả kiểm phiếu tại chỗ cho thấy Trump giành chiến thắng với 16 phiếu, Biden được 5 phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump cũng giành chiến thắng tại đây với 16 phiếu, còn ứng viên Hillary Clinton chỉ được 4 phiếu. Kết luận chung ở đây là ở thị trấn Millfield tiểu bang New Hampshire, 16 trên 21 cử tri bỏ phiếu cho Trump, chiến thắng ở đây thuộc về Trump. Sau đây là những chi tiết khác mà bạn nên biết thêm. Thị trấn Dixvinot là điểm bỏ phiếu mở cửa đầu tiên của Hoa Kỳ. Chi tiết thú vị là các nhân viên bầu cử của thị trấn mở hòm phiếu trước ống kính máy quay, để đảm bảo không có phiếu bầu nào bên trong, trước khi khóa lại, chờ đúng 0 giờ ngày mùng 3 tháng 11 để bắt đầu bỏ phiếu. Năm cử tri tại thị trấn này đã lần lượt bỏ phiếu vào hòm, người bỏ phiếu đầu tiên là Lee Upton, chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng bang Sam ở thị trấn. Lee Upton mô tả mình là một người ủng hộ đảng Cộng Hòa từ lâu. Song lần này ông sẽ bầu cho ứng viên đảng Dân Chủ Biden. Ông nói rằng, tôi nhận ra mình là một trong 10% thành viên đảng Cộng Hòa có suy nghĩ như vậy. Ông cũng cho biết thêm Biden là ứng viên đảng Dân Chủ đầu tiên mà ông bầu. Tôi không đồng ý với ông ấy trong nhiều vấn đề, nhưng tôi tin rằng đã đến lúc ủng hộ người sẽ đoàn kết chúng ta, thay vì chia rẽ đất nước. Ông nói, tôi nhận ra mình là một trong 10% thành viên đảng Cộng Hòa có suy nghĩ như vậy. Tin chung cho biết sau khi 5 phiếu bầu được bỏ, nhân viên bầu cử mở hòm phiếu để kiểm đếm ngay tại chỗ. Mà kết quả như trên đã nói mùng 5 tháng 5 cử tri thị trấn Dixvinot đã bầu cho Biden. Nên biết thêm rằng thị trấn này thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế kể từ năm 1960, khi là nơi đầu tiên trên nước Mỹ mở cửa điểm bỏ phiếu từ nửa đêm, trong khi các điểm bỏ phiếu khác trên toàn quốc thường bắt đầu cho cử tri đi bầu từ 7 giờ sáng. Năm nay, điểm bỏ phiếu ở Dixvinot bắt đầu mở từ 0 giờ ngày 3 tháng 11. Cuộc bỏ phiếu lúc nửa đêm không chỉ thu hút người xem và truyền thông, mà còn thu hút cả các ứng viên tổng thống, dù không có ứng viên nào tới đây năm nay do ảnh hưởng của COVID-19. Một vài thông tin khác về Dixvinot. Dixvinot là thị trấn nhỏ ở phía đông nam bang New Hampshire, đã trải qua nhiều tháng hồi hộp và lo lắng, khi có thể phải từ bỏ truyền thống là nơi bỏ phiếu đầu tiên của cả nước trong ngày bầu cử năm nay. Dân chúng tại đây cho biết chúng tôi rất biết ơn vì vẫn giữ được truyền thống này. Tom T. Ló Hần, một trong những người còn ở lại làng, con trai của Neil T. Ló Hần người đầu tiên bắt đầu truyền thống này cho làng năm 1960, nói ít UC động như vậy. Ngày trước, khi mới bắt đầu truyền thống này, chúng tôi có 9 cử tri, bây giờ chỉ còn 5 người, và đây là số người ít nhất chúng tôi từng có. Điểm dễ thương và nổi bật của thị trấn nhỏ này là mọi người dân nơi đây đều hy vọng truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm của họ sẽ tồn tại mãi mãi trong cộng đồng. Vậy là một ngày sôi động, kịch tính nhất của nước Mỹ đã bắt đầu cho ngày bầu cử trong đại 3 tháng 11. Video tin nhanh của kênh sẽ liên tục cập nhật tin tức trong ngày để mang đến cho quý vị những tin nóng hổi quan trọng của một ngày đi vào lịch sử Hoa Kỳ.
Video tới đây là chấm dứt, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh Việt US 1040.